Thưa quý vị, thưa các bạn, rong giềng là một loại nguyên liệu gắn với nghề làm miến, đã và đang là cây trồng góp phần hiệu quả vào công cuộc thay đổi diện mạo cuộc sống vùng nông thôn, miền núi trong những năm qua. Sản xuất miến rong là nghề truyền thống có từ lâu đời, trở thành một trong những sản phẩm nổi tiếng của địa phương, được người dùng biết đến và ưa chuộng, góp phần thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp. Gia đình chị Bùi Thị Hồng Thu là hộ có hơn 40 năm làm miến rong. Hiện tại, quy mô làm miến của gia đình chị có hơn 350 phên phơi, bột rong nguyên liệu, mỗi năm sử dụng trên 10 tấn. Những ngày trời nắng, gia đình chị làm được gần 150 kg miến khô, miến thành phẩm, trung bình một năm, sau khi trừ chi phí sản xuất, đã đem lại cho gia đình chị nguồn thu nhập gần 200 triệu đồng. Nhờ nghề làm miến rong mà kinh tế gia đình chị ngày càng đi lên. Cái nghề làm miến của hợp tác xã chúng tôi là dựa trên truyền thống làng nghề truyền thống từ năm 1978 đến nay, và miến của chúng tôi làm là nó có một cái đặc trưng riêng, đó là rong từ trên địa bàn của xã Bình Lư, huyện Tam Đường. Chúng tôi đi đến những cái hội chợ của các tỉnh để chúng tôi tìm kiếm thị trường, rồi tìm kiếm nhà phân phối. Nhằm phát huy tiềm năng lợi thế, phát triển sản phẩm miến rong, hàng năm, chính quyền xã Bình Lư chú trọng đưa nhiệm vụ phát triển nghề sản xuất miến rong vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và xác định đây là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Phấn đấu đến năm 2025, sản lượng miến rong đạt từ 450 đến 550 tấn một năm, doanh thu từ sản phẩm miến rong đạt trên 30 tỷ đồng một năm. Để đạt được những mục tiêu trên, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân đã đầu tư cải tiến máy móc, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ tiến bộ vào sản xuất bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng và mẫu mã sản phẩm, thúc đẩy xác lập nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, nguồn gốc của sản phẩm, tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu để thương hiệu miến rong Bình Lư vươn xa. Sản phẩm miến rong Bình Lư của chúng tôi thì cũng đã được quảng bá rất là rộng rãi ở trên cả nước, đặc biệt là thông qua những cái chương trình hội chợ thương mại. Và hiện nay thì đơn vị trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thì thường xuyên là hỗ trợ hợp tác xã, những cái hộ dân, những cái doanh nghiệp mà sản xuất kinh doanh về miến để đưa sản phẩm này đến mọi miền đất nước. Cao Bằng là tỉnh miền núi phía Đông Bắc, có sự đa dạng của khí hậu, thổ nhưỡng, là điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất nhiều loại sản phẩm đặc sản có giá trị kinh tế cao. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển chương trình OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới, khơi dậy được những tiềm năng, thế mạnh của các địa phương. Nhiều sản phẩm đặc sản của tỉnh như miến rong, lạp sườn, thạch đen đã khẳng định được vị trí trên thị trường, trở thành lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng. Cùng với sự phát triển của sản phẩm nông nghiệp trên tỉnh Cao Bằng thì trong thời gian vừa qua thì Hội nông dân tỉnh cũng tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan để quảng bá các sản phẩm đặc hữu của địa phương, đặc sản của quê hương Cao Bằng. Đồng thời đây cũng là thực hiện theo chương trình là người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Cho đến nay, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất miến rong hoạt động hiệu quả, thúc đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xóa đói giảm nghèo. Với mong muốn xây dựng được thương hiệu miến rong 100% từ bột rong giềng trồng ở địa phương, vươn xa tại thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu, hợp tác xã này là đơn vị tiên phong trong đầu tư dây chuyền sản xuất miến tự động từ khâu đánh bột đến ép miến và cán sợi, đặc biệt là cải tiến tấm phơi miến truyền thống bằng lưới để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thay vì làm thủ công thì giờ đây tất cả các quy trình sản xuất đều được tự động bởi dây chuyền máy móc hiện đại, vận hành với công suất từ 5 đến 8 tạ miến một ngày. Hiện sản phẩm miến rong của hợp tác xã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, được xác lập quyền sở hữu công nghiệp, dần khẳng định được thương hiệu, chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Hiện nay hợp tác xã đã phát triển nâng cấp lên, đó là theo cái dây chuyền tự động. Bên cạnh đó thì chúng tôi liên kết với các hộ nông dân của địa phương để tạo ra cái vùng nguyên liệu riêng để chủ động được các cái nguyên liệu đầu vào và đảm bảo được cái chất lượng sản phẩm, đảm bảo được tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là cái chất lượng sản phẩm được tốt hơn. Bên cạnh đó thì chúng tôi phát huy được cái mẫu mã bao bì sản phẩm làm sao nó được đa dạng, phong phú để cạnh tranh với các cái thị trường trong nước cũng như là các cái sản phẩm tương đồng.
Có thể thấy, tiềm năng của mặt hàng miến rong còn rất lớn. Để đưa nghề trồng rong, làm miến phát triển tương xứng với tiềm năng, bên cạnh việc tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người nông dân trồng rong, thì cũng cần chú trọng hơn nữa đến hỗ trợ người dân, nâng cao năng lực sản xuất, quản lý chất lượng, đa dạng mẫu mã, xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ sở chế biến miến liên doanh, liên kết, hợp tác với các đối tác trong sản xuất, từ đó mở rộng thị trường tiêu thụ, từng bước đưa sản phẩm miến rong trở thành một trong những mặt hàng chủ lực xuất khẩu của địa phương, đưa sản phẩm miến rong vươn xa hơn nữa.